Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong Đấu La Đại Lục, Đường Tam thật sự có tài năng cày cấp mạnh nhất Đấu La Đại Lục hay không? Hay anh ấy chỉ là người được nạp thẻ nhiều nhất Đấu La Đại Lục và lên cấp? Nếu so sánh trong nhóm Slay khác thì là như vậy. Nhưng so với Đường Thần ông cụ nội của Đường Tam, thì Đường Tam theo mình đánh giá không thể so sánh được. Dù sao Đường Thần cũng tự cày chay lên đời 99 cấp cực hạn. Theo như lời kể của Ba Tế Tây, thì Đường Thần so với Hải Thần Ba Tắc Đông lập ra thần vị Hải Thần thì Đường Thần khi đạt đến 99 cấp còn trẻ hơn nhiều so với Ba Tắc Đông. Sau khi Đường Thần không thể hoàn thành xong khảo hạch của Tu La Thần, vậy tại sao Tu La Thần khi biết Đường Tam đã làm khảo hạch của Hải Thần mà Tu La Thần ngấm ngầm vẫn cho Đường Tam làm khảo hạch của Tu La mà không phải ai khác? Thứ nhất, Đường Hạo hay em cáo Hồ Liệt Na cũng có được sát thần lĩnh vực thông qua địa ngục lộ. Nếu so sánh hai người này với Đường Tam thì Đường Hào và Hồ Liệt Na đều có đủ tư cách nhận được khảo hạch của Tu La Thần. Nhưng Tu La Thần chỉ lại cho Đường Tam làm khảo hạch của Tu La và phong ấn thần lực Tu La Thần vào cây búa Hạo Thiên Trùy. Đường Tam lúc ở bên trong sát lục chi đô vẫn chưa hề nhận ra được điều đó. Kể cả đến tập cuối cùng của Đấu La hắn mới biết được Tu La Thần được phong ấn trong cánh tay trái của Hạo Thiên Trùy. Chỉ có manh mối duy nhất mà Đường Tam đã phát hiện Hạo Thiên Trùy có thay đổi một lần là khi hắn hấp thu hồn hoàn thứ 5 của Amma Tà Thần Hổ cho con búa Hạo Thiên Trùy. Là Hạo Thiên Trùy biểu hiện ra những đường gân hoa văn khác lạ so với hình dạng của Hạo Thiên Trùy. Nhưng Đường Tam nghĩ Hạo Thiên Trùy thay đổi do Amma Tà Thần Hổ. Nhưng không, đó chính là thần lực của Tu La. Thậm chí là sức mạnh của Tu La Thần của con búa Hạo Thiên Trùy còn phát huy ở trận chiến với con cá voi Thâm Hải Ma Kình Vương. Khi Đường Tam vây đánh nó trong lần quay trở lại Hải Thần Đảo lần 2 làm khảo hạch thứ 8 của Hải Thần. Nhưng Đường Tam cũng không rõ đó là cái gì. Chỉ nghĩ là sát thần lĩnh vực. Trở về ban đầu Đường Tam nhận khảo hạch của Hải Thần, thì thần lực mỗi lần Đường Tam vượt qua khảo hạch, thì hắn sẽ được Hải Thần hòa độ vào cơ thể. Chỉ khi nào Đường Tam đủ 100% thần lực Hải Thần, đồng nghĩa cũng làm xong 9 khảo hạch, thì Đường Tam mới có thể trở thành Hải Thần thật sự. Và Đường Tam đã làm xong 9 khảo hạch và trở thành Hải Thần. Tuy nhiên thần lực của Tu La Thần trong cánh tay không thể giải trừ loại bỏ hoàn toàn, và điều này cũng khiến Hải Thần đòi kiện Tu La chơi bẩn, là đã lén giúp cho Đường Tam làm khảo hạch của Tu La. Nhưng có điều Hải Thần sau khi cái cỏ cũng chấp nhận san sẻ cơ thể Đường Tam cho Tu La Thần. Vì vậy Đường Tam mới có thể một lúc nhận hai thần vị của Hải Thần và Tu La. Nhưng có điều mọi người có thể thấy, Tu La Thần chỉ cần một ít thần lực phong ấn vào cánh tay của Đường Tam mà ông ấy vẫn có thể cho cơ thể Đường Tam tiếp nhận được thần vị. Thì Tu La Thần có vẻ gian dối trong việc truyền thừa thần vị của mình cho Đường Tam. Mọi người có thể thấy, Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam hay Bỉ Bỉ Đông trong quá trình truyền thừa thần vị thì họ đã phải mất thời gian rất lâu mới có thể trở thành thần trong khảo hạch thứ 9 cuối cùng. Ấy thế mà Đường Tam trong lúc chiến đấu với hai con mẹ Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thì anh ấy đã có thể sử dụng được năng lực của Tu La Thần. Vậy trong quá trình truyền thừa diễn ra khi nào? Đó chính là lúc Tiểu Vũ được Tu La Thần bơm thần lực vào trong cơ thể và được cầm kiếm Tu La Thần kiếm. Nguyên nhân nữa là do cơ thể Tiểu Vũ và Đường Tam có mối tương thông. Vì vậy Đường Tam mới có thể trở thành Tu La Thần rút gọn được vài khảo hạch. Theo như mình đoán là Tu La Thần cũng thiên vị giúp Đường Tam một chút. Vì xét về chức quyền trên thần giới, thì Tu La mạnh hơn Hải Thần từ sức mạnh đến quyền lực. Hải Thần người mạnh nhất trong 32 vị thần cấp 1. Còn Tu La người đứng đầu trong đội chấp pháp giả của thần giới. Cảm ơn anh em đã xem hết video.